Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng đốt lò hay nuôi tham nhũng. Với việc Đảng Cộng sản Việt Nam hô hào chống tham nhũng và người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì càng chống chúng ta càng phát hiện ra những vụ tham nhũng khổng lồ hơn. Và trong sạch chống tham nhũng là phẩm chất đầu tiên mà lãnh đạo năm nay, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh điều này. Tiếp theo là cấm chạy chức, chạy quyền. Vào cuối tháng 9 năm 2019, Bộ Chính trị của Đảng đã ra hẳn một quy định số 205 dành cho nội dung nói trên. Tên của nó là quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Để chống lợi dụng quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền và không thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm để thực hiện chức trách, Bộ Chính trị đã đề ra 40 biện pháp rất tỉ mỉ. Tuy nhiên, mặc dù có đề ra như vậy, thì các quan chức của Đảng Cộng sản ngày càng giàu lên và dân thì nghèo đi. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nhà nước Việt Nam và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị 14 của Trung ương Đảng diễn ra vào ngày 14 tháng 12 vừa qua. Chúng bao gồm các quy định vô cùng chi tiết được áp dụng với 5 nhóm nhân sự cụ thể kèm với một phần xử lý kỷ luật. Có 25 biện pháp để chống chạy chức, chạy quyền cũng cụ thể tỉ mỉ tương tự. Xin điểm qua các thông tin như sau. Có 5 nhóm nhân sự được kể tên bao gồm tất cả những ai liên quan đến việc sắp xếp cán bộ, từ cá nhân, tổ chức lãnh đạo, cấp ủy đảng, người đứng đầu công tác nhân sự, tổ chức ở địa phương hay người tham mưu, đề xuất đến bản thân đối tượng được xem xét cất nhắc hay hạ cấp, cho thôi chức hoặc về hưu. Các biện pháp cũng đi từ rất chung chung như thể hiện rõ chính kiến hoặc là kiên quyết đấu tranh với sai phạm, hoặc là không được tự tiện riêng về vụ lợi, hoặc là phải tự giác, hoặc là lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc, hoặc là thảo luận thật sự dân chủ, vân vân, cho đến vô cùng cụ thể như không bố trí vợ chồng, bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng, con, anh chị em ruột cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp trong cùng một địa phương, thành viên trong cùng một ban cán sự đảng, đoàn, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng một địa phương, cơ quan hoặc đơn vị. Hay là không được gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với nhân sự trái quy định trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. Không biết trong công tác quy hoạch dân sự, người ta sẽ làm thế nào để thực hiện chính xác các quy định ấy được chi tiết rất cụ thể và không thể biết các quan tham làm gì. Nâng đỡ không trong sáng chẳng hạn. Người ta chạy chức, chạy quyền, thao túng quyền lực bằng những lời nói lừa kín, lừa hở, cái vỗ vai đùa giỡn, câu nói bóng gió ẩn ý, sắc mặt tươi hay kém, thậm chí một cú ậm ờ đầy cương quyết. Người thông minh là phải biết nghe tiếng quạt đoán hướng cờ. Chứ thời buổi công nghệ đúng kiểu tai mắt khắp nơi này, ai dạy gì mà nói thẳng ra, nhỡ bị ghi âm sau này làm không xong, bị bắt đền hay tố cáo thì sao đây? Rất khó để phân biệt giữa gặp gỡ tiếp xúc đối với nhân sự, tức là những người đang được quy hoạch lên hoặc quy hoạch xuống là tiếp xúc đúng quy trình hay tiếp xúc không đúng quy định. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị Trung ương 14. Nhớ lại việc nâng đỡ không trong sáng của ông Ngô Văn Tuấn, cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn khi đó còn là Giám đốc Sở Xây dựng kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan, đã bị tố cáo nâng đỡ bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị hành chính sự nghiệp về làm công chức chuyên môn. Một năm sau, bà lên chức phó phòng, một năm sau nữa lại lên trưởng phòng. Hai năm tiếp theo, bà Quỳnh Anh đi học thạc sĩ hệ chính quy, nghĩa là tuy vẫn là công chức nhưng không có thời gian làm việc ở nhiệm sở. Thế nhưng, bà vẫn được đề bạt về quy hoạch và chức vụ phó giám đốc sở. Vụ việc bị tố cáo, ông Tuấn thì bị cách chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vào năm 2018. Nhưng mặc dù hậu quả khốc liệt như vậy thì ban đầu ông Tuấn cũng chỉ bị khiển trách mà thôi. Với lý do hai lần bổ nhiệm bà Quỳnh Anh trong khi bà này chưa đủ điều kiện về trình độ chính trị và thâm niên công tác theo quy định. Cộng thêm với một số vụ việc khác được nêu ra làm trái quy định của Đảng và tinh giản bộ máy, ông Tuấn cuối cùng mới bị cách chức. Nếu như ông Tuấn không quá vội vã khiến hành vi trở nên quá lộ liễu như vậy, thay vào đó là cẩn trọng trong hành vi, kéo dài hơn thời gian và trang bị cho bà Quỳnh Anh các điều kiện nói trên, thì bản chất của việc nâng đỡ không trong sáng có lẽ không thay đổi, nhưng sẽ khó ai bắt bẻ được. Do vậy,
nếu dùng nhiều tính từ để làm tiêu chuẩn cho việc quy hoạch cán bộ, thì hiệu quả cũng sẽ là một tập thể các tính từ, rất gợi cảm nhưng vô nghĩa về độ chính xác. Đây là hình ảnh ông Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường vẫn tái đắc cử mặc dù bị tố đạo văn luận án tiến sĩ. Tương tự nhóm chống chạy chức chạy quyền gồm 25 hành vi, xin trích dẫn một định nghĩa sinh động nhất trong đó như sau. Tranh thủ mọi lúc mọi nơi, nhất là các dịp lễ Tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp đặt các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ và quyền lợi. Tuy nhiên, nếu tháng sau người khác được bổ nhiệm vào chức ấy, trong buổi họp công bố chức vụ mới, ông sếp có phát biểu sâu sắc như sau. Chúng ta gánh vác trách nhiệm nặng nề, không phải chỉ có tình yêu thương nhân dân mà phải có tình yêu thương thiên nhiên, yêu thương động vật v.v. Thì quà nào là quà nhân sự? Nếu gia đình của sếp gặp khó khăn cần giúp đỡ, nếu họ quý mến nhau, nhân viên có được giúp đỡ hay không? Nếu người sếp kia từng có ơn nghĩa với nhân viên của mình thì sao? Không liên quan đến công việc. Người thân viên có được trả ơn bằng cách tặng quà hay không? Nếu nhân sự thực sự có tài năng và cần sự ủng hộ để có được vị trí mong muốn, thì điều ấy có sai hay không? Và cũng chẳng thấy ai bán cái nhãn nào để phân biệt dán nhãn quà tình nghĩa với quà nhân sự đâu. Dân Việt Nam ta cũng có câu, tiếc thay cây quế giữa rừng, thơm tho ai biết ngát lừng ai hay. Có tài mà không được phát hiện, trau dồi, trao tặng cho cơ hội để tung hoành và phát triển thì cũng chỉ là cây quế giữa rừng mà thôi. Cuối cùng, trong việc sắp xếp nhân sự, dễ dàng hủy bỏ tất cả những mớ bỏng bong chữ nghĩa kia đi và khái niệm mơ hồ, rắm rối, không thể nào định tính và định lượng được như đã nói ở trên bằng một hoặc nhiều vòng thi như các quốc gia phát triển hơn đã áp dụng. Các ứng viên phải thi kiến thức, hành xử về các biện pháp cụ thể có thể triển khai trong lĩnh vực và vị trí mong muốn, cam kết trách nhiệm, kết quả và yêu cầu các điều kiện, cũng như sòng phẳng, chịu thua hay hạ chức nếu không thực hiện được cam kết đó. Tiếc rằng bản quy hoạch 205 đã chỉ tập trung vào mục đích cắt đứt các khía cạnh tiêu cực trong việc quy hoạch nhân sự, trong khi các khía cạnh ấy vốn chỉ là mớ hệ quả, đề ra từ sự độc quyền, độc chiếm quyền lực, cộng với việc thiếu vắng hoàn toàn sự cạnh tranh, giám sát quyền lực từ những lực lượng độc lập khác mà thôi. Gốc rễ của toàn bộ vấn đề tệ nạn tương tự nằm ở đó. Cho nên nếu vẫn cứ nguyên ấy thì mọi sự sửa chữa đều chỉ là vá víu, không thể đạt được kết quả như cầm chiếc kéo cắt chỉ thêu chỉ để tỉa tót một cánh rừng nhiệt đới mà thôi. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng bên phải và ông Tất Thành Cang khi còn đương chức. Không siết cán bộ kê khai tài sản thì không thể chống được tham nhũng. Đấu tranh chống tham nhũng còn không ít khó khăn, hạn chế, vẫn còn tình trạng đối tượng phạm tội tham nhũng tẩu tán tài sản, bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý. Đó là trình bày của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi báo cáo Quốc hội về ý kiến cử tri trong công tác chống tham nhũng vào hôm 20 tháng 10 năm 2020. Cũng theo ông Mẫn, dù công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng được tăng cường, cơ quan chức năng cũng đã xử lý được nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, số tài sản tham nhũng thu hồi quá khiêm tốn vì những kẻ phạm tội đã tẩu tán hay bỏ trốn mất. Ông Lê Văn Chuyết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan đến vấn đề này cũng cho biết ý kiến của mình như sau. Có cơ chế gì mà chống tham nhũng mà đã là thực hiện được đâu mới tham nhũng cho được. Nhiều lắm, tràn lan, tham nhũng đàng hoàng trên đường phố. Công an đón người ta kêu, có tội rồi phạt, tiền đưa vào túi chứ có đưa vào ngân sách đâu. Còn chuyện tham nhũng bên trong thì đủ thứ tham nhũng đất đai chưa có giải pháp, chưa có chế tài nào để trị được tham nhũng đến nơi, đến chốn. Chính Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Lê Thành Long vào hôm 14 tháng 9 năm 2020 khi gửi báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác thi hành án vào năm 2020 của Chính phủ cũng cho biết trong số 75.000 tỷ đồng tham nhũng phải thu hồi đã xác minh được gần 49.000 tỷ đồng có điều kiện thi hành án nhưng cuối cùng chỉ thu hồi được có 11.000 tỷ đồng và đạt có 23% mà thôi. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, mặc dù việc thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng không nhiều nhưng số tiền phạt phải thi hành án trong từng vụ việc là rất lớn. Trong khi đó các bị cáo này không có tài sản hoặc có rất ít tài sản để có thể thi hành án.
ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng của Ban Dân vận Trung ương, hiện là thành viên của nhóm Lập quyền dân, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan đến vấn đề này cũng nhận định như sau. Bất cứ một lãnh đạo của bất cứ một bộ ngành, bất cứ địa phương nào không chứng minh được tài sản lớn, nhà cao, cửa rộng, biệt phủ thanh thang vân vân thì người ta có quyền nghi vấn và kiểm tra. Nếu không chứng minh được thì tức là tài sản bất minh, khi đó nhà nước phải tịch thu. Đây là hình ảnh ông đại biểu Phạm Phú Quốc đã nhập tịch đào ship với giá gần 60 tỷ đồng. Nhưng bây giờ, luật bây giờ của Việt Nam đưa ra Quốc hội nhưng không quyết được, có nghĩa là họ dung dưỡng cho một thái độ bất minh. Và rút cuộc tiền tham nhũng vẫn nằm trong túi vợ con, bà con thân thuộc của những người phạm tội. Họ chuyển ra nước ngoài, đánh mất tài sản của nhân dân, của đất nước. Theo ông Nguyễn Khắc Mai, tham nhũng ở Việt Nam là một điều ai cũng thấy, nhưng Đảng Cộng sản sẽ và vẫn không giải quyết được vấn nạn này nếu vẫn giữ cung cách đảng lãnh đạo như hiện nay mà không có tam quyền phân lập, không có tự do ngôn luận, không có phản biện xã hội vân vân, và ai công kích phê phán thì coi là chống đối nhà nước, bỏ tù, nên cũng không thể dựa vào dân để đẩy lùi tại tham nhũng này được. Và một câu hỏi đặt ra là vì sao không công khai tài sản của cán bộ? Khi trả lời Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, nhà hoạt động Trần Bang nói như sau. Bởi vì do không được minh bạch, thể chế độc đảng thì cái gì cũng bí mật, sức khỏe của cán bộ cũng là bí mật, tài sản của cán bộ cũng là bí mật, quá trình công tác cũng là bí mật, dân chẳng biết để mà soi. Vì vậy, người ta trượt dài trong bí mật ấy, chỉ khi nào trong đảng đấu đá lẫn nhau đưa ra thì dân mới biết người đó có tội. Trong khi cần công khai minh bạch tài sản để có thể xác minh thu hồi có vi phạm tham nhũng, thì vào đầu tháng 6 năm 2020, Bộ Tư pháp lại đưa ra dự thảo quy định số liệu thu hồi tài sản tham nhũng là danh mục tối mật. Theo bộ này giải thích, dự thảo căn cứ theo quy định tại khoản 14 điều 7 của luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. Trong đó, nội dung về thông tin về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được xác định thuộc phạm vi bí mật của nhà nước. Đây là hình ảnh của nhà báo Trương Châu Hữu Danh chụp ảnh trước căn biệt thự mặt tiền, mặt đường và mặt sông của Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do cũng nhận định như sau. Tôi thấy về vấn đề kê khai tài sản cần phải sửa lại những quy định của pháp luật. Trước khi một người được bổ nhiệm chức vụ có liên quan đến người có chức vụ và quyền hạn thì phải kê khai tài sản một cách trung thực. Ví dụ tài sản bất minh thì người ta sẽ xử lý người cán bộ công chức đó. Cán bộ phải kê khai trung thực, và nếu không trung thực thì người ta sẽ nhìn chức vị của cán bộ đó ngay lập tức. Có nhiều ý kiến nghi ngờ cho rằng vì chỉ có quan chức là đảng viên Đảng Cộng sản thì mới tham nhũng, do đó nếu công khai sẽ làm cho những người dân mất tin tưởng. Tuy nhiên, càng không tham công khai lại càng chứng tỏ không minh bạch. Điều này làm cho dư luận đặt lên câu hỏi liệu chính quyền có thật lòng muốn chống tham nhũng khi không quyết liệt trong việc bắt cán bộ kê khai tài sản hay không. Tiến sĩ Nguyễn Quang A khi trả lời Đài Á Châu Tự Do cũng giải thích tiếp như sau. Có quy định kê khai tài sản nhưng họ chỉ giữ với nhau, hoặc có thể trong nội bộ lúc họ đánh nhau có thể lôi ra. Nhưng nếu thông tin minh bạch đã làm quan chức nhà nước có thể không cần phải công khai ở mức độ đăng trên báo, nhưng phải để cho bất kể một công dân nào có quyền tiếp cận thông tin ấy, và phải có quy định rõ ràng là sử dụng thông tin ấy như thế nào. Còn giáo sư Nguyễn Đình Cống khi trả lời Đài Á Châu Tự Do trước đây cũng cho rằng bản chất của cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam là khó giữ liêm khiết vì cơ chế độc quyền, độc đảng, độc trị. Cơ chế ấy, theo ông, dễ tạo ra những kẻ tham nhũng, những kẻ hối lộ. Chẳng qua là họ phải nằm ở phe cánh nào đó để lộ ra hay chưa mà thôi. Còn theo ông Nguyễn Khắc Mai, khi một nhà nước toàn trị do một đảng cầm quyền mà lại không có ai cầm kiểm soát, thì tất nhiên là cơ quan trực thuộc nhà nước sẽ lũng đoạn, bởi vì theo ông, không có đảng đối lập để kiểm tra, kiểm soát được họ. Cho nên tình trạng tham nhũng gần như là quy luật và không thể nào giải quyết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nguyễn Phú Trọng đốt lò hay nuôi dưỡng tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.